một trái tim hạt màu lửa. Vì tổ quốc, vì nhân dân, lòng luôn bừng cháy lên. Tâm lòng yêu quê hương, sắc màu say đắm tình yêu. Vẫn bước tiến lên cao, đằng sau còn nhớ mãi. Xây dựng đất nước mạnh giàu, mang hy vọng đến đời sau. Tương lai luôn tỏa sáng, một trái tim kiên cường. Kiên cường không lùi bước, vì một Việt Nam tươi đẹp. Bao nhiêu ước mơ cháy trong lòng người Việt Nam. Xây dựng đất nước mạnh giàu, mang hy vọng đến đời sau. Tương lai luôn tỏa sáng, một trái tim kiên cường. Kiên cường không lùi bước, vì một Việt Nam tươi đẹp. Bao nhiêu ước mơ cháy trong lòng người Việt Nam. Tấm lòng yêu quê hương, giấc mơ xây đất nước. Vững bước tiến lên cao, ngàn sau còn nhớ mãi. Tôi chưa bao giờ xấu hổ, tôi chưa bao giờ nhục vì tôi đi tù. Vì tôi không muốn báo nhân dân, tôi không làm điều gì sai. Tôi chỉ muốn hy sinh cho nhân dân. Có đúng không quý vị? Bây giờ ai nè, bỏ 1.000 tỷ ra mua cái nhẫn kim cương này, tôi cho vô Quỹ Mặt trận Tổ quốc liền. Mua đi, mua giùm tôi đi, 1.000 tỷ tôi cống hiến vô Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi hứa danh dự với quý vị lời hứa ngày đầu tiên tôi xuất hiện tại đây này. Và sau buổi này thì tôi mong rằng cái đời drama của Nguyễn Phương Hằng khép lại. Và tôi cũng xin nói rõ là từ khi tôi rời khỏi trại giam An Phước là ngày 19, hôm nay là ngày 29, tôi chưa một lần xuất hiện trước công chúng, tất cả là ma ke. Và cũng từ hôm nay trở đi, tôi cũng không bao giờ tổ chức một cuộc live stream nào hết. Vì sức người có hạn, cuộc chơi thì quá dài. Cho nên tôi còn chồng, còn con, còn yêu bản thân tôi nữa. Cho nên tôi xin khép lại. Và tôi cứ mãi thôi, tôi cứ nói với tôi những cái điều mà bây giờ quý vị thấy rồi, sau khi tôi đi tù thì quý vị thấy rồi đó. Đó là sự thật. Đó là về một vấn đề nhạy cảm mà tôi không thể nói với ai hết, là vì tôi là người tâm linh. Tâm linh thì không đùa được đâu quý vị. Có thể tôi mang một sứ mạng, hoặc là có thể một ai đó đã ai oán một điều gì đó, đã xúi giục tôi và luôn kêu bên lỗ tai tôi. Cho nên tôi quốc không trượt bắt đầu. Tôi biết những cuộc nói chuyện nửa say nửa tỉnh, và chính tôi ngày hôm sau nghe lại, tôi cũng không tin là tôi đã phát ngôn những cái điều mà nó đi quá với con người hiểu biết của tôi. Đó là sự thật. Một sự thật mà không có ai thông cảm cùng tôi. Cho nên tôi quyết định chơi cuộc chơi này, và tôi tuyên bố là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao. Khi tôi bị bắt vào thì hỏi tôi là tổ chức nào đã thuê tôi, và tôi chửi thuê cho ai. Có lẽ là tôi đã chửi thuê trong trời. Và trong tận cùng của khổ đau, tôi cũng biết kêu trời. Vì tôi đã hy sinh cho nhân dân bằng những câu chuyện tôi làm. Đến ngày hôm nay, dù thương về ghét gì, thì tôi cũng đã mang niềm tin của nhân dân đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là một sự thật. Dù thương hay ghét không thể phủ nhận bà Nguyễn Phương Hằng, đúng không quý vị? Và quý vị thấy bao nhiêu cơn bão đã đi qua, nhân dân và nghệ sĩ tự phát, chính quyền không quyên góp được bao nhiêu, cuối cùng
tôi đã làm một điều mà chính tôi đã trả một cái giá là tù tội. Tôi không ân hận, vì chỉ có tôi mới hiểu được tôi làm điều gì. Trời biết, đất biết, lương tâm tôi biết. Và cái khổ đau đó tôi là người gánh lấy. Tôi chỉ muốn xin quý vị một điều, kể cả những người làm báo chí, lên đài, lên YouTube, làm ơn tha cho tôi. Bà tù, bà Hằng vừa mới đi tù, bà Hằng sẽ kêu án tù. Đó là một cái điều gì đó cay đắng cho tôi. Một người phụ nữ như tôi vi phạm pháp luật thì tôi đã đi tù, và ngày hôm nay tôi đã trở về được tự do, thì làm ơn đừng nhắc tới chuyện tù tội của tôi nữa. Vì tôi đi tù vì nhân dân thì xin hãy bỏ cái chữ tù tội đó dối với tôi. Tôi đi gom ghế cho quý vị ngồi đó. Có đúng không quý vị? Và hôm nay tôi muốn nói quý vị một điều. Cái đau khổ nhất của tôi khi mà tôi bị cách ly xã hội, đó là một tôi còn một mẹ già 92 tuổi. Bà ngoại 92 tuổi mà tôi đi tù hơn 2 năm rưỡi, tôi về tôi vẫn còn gặp mẹ tôi là điều hạnh phúc nhất của tôi. Quý vị có nhớ một cái phiên tòa mà mọi người kêu tôi là phải xin lỗi? Thật sự lúc đó tôi nghẹn ngào. Sau đó tôi mới giơ tay lên xin phát biểu mà tôi không được phát biểu. Ngày hôm nay tôi sẽ phát biểu cái lời xin lỗi đó trước công chúng. Trước nhất tôi muốn nói lời xin lỗi đó đầu tiên là mẹ của tôi. Tôi đã cách xa mẹ tôi 2 năm rưỡi. Và tôi xin lỗi chồng con tôi vì tôi hy sinh cái tình riêng mà dành cái tình chung cho quý vị. Và cái cuối cùng là tôi xin lỗi bản thân tôi đã quá khổ đau trong cái cảnh tù tội. Có đúng không quý vị? Hôm nay là cái ngày hạnh phúc nhất mà tôi nói được cái lời xin lỗi đó, là tôi xin lỗi mẹ tôi, chồng tôi và tôi xin lỗi bản thân tôi. Nước mắt và máu tôi đã đổ xuống. Cuối cùng tôi không có tổ chức nào phê tôi cũng không có ai xúi giục tôi. Vẫn công ty trách nhiệm hữu hạn một mình chơi và chung. Cho nên quý vị thương tôi, quý vị đừng mang hai chữ tù tội dán lên đầu tôi nữa. Tôi đã trả một cái giá quá đau khổ rồi. Đến tôi sáng tác được bài hát, tôi sáng tác được bao nhiêu bài thơ trong cảnh tù tội. Thì từ hôm nay tôi mong muốn rằng tất cả đừng ai lôi tôi lên. Bà Hằng ở tù, bà Hằng bị khởi tố tội này tội kia. Đúng không quý vị? Tôi đi tù nhưng tôi không nhục. Tôi không làm gì tội lỗi với nhân dân. Đó là điều tôi còn hãnh diện khi tôi đứng trước cái Đại Nam Văn Hiến này. Kể cả ngày mai tôi ngã xuống, tôi cũng không bao giờ hận, vì đâu đó nó là sứ mạng, là hồn thiêng sông núi đã kêu tôi làm một điều không một người nào dám làm. Và tôi đã đánh đổi 2 năm rưỡi tù, chỉ có một mình tôi dám làm điều đó. Và ngày hôm nay tôi vẫn trở về nguyên vẹn. Hết phúc thì tới họa. Tôi hết họa, bây giờ tôi tới phúc. Có đúng không quý vị? Ai đã gieo trong tố lên đời tôi, người ta có phúc, người ta gieo họa cho tôi. Bây giờ tôi đi qua những cái họa đó rồi thì tới thời điểm tôi được hưởng phúc. Có đúng không quý vị? 2 năm rưỡi không phải là một thời gian dài, nhưng không quá đối với một người phụ nữ như tôi. Tôi đau khổ tới tận cùng bằng sự khổ đau, nhưng tôi không bao giờ ân hận, là bởi vì sao? Tôi chỉ có một lần để sống. Bây giờ nói tôi á, là tổ chức thì cũng không có tổ chức, nói tôi thế này cũng không có thế kia, thì rõ ràng tôi làm theo sứ mệnh của trời Phật. Và bằng chứng là quý vị thấy tôi quốc không trượt phát nào. Tôi không phải là chim sinh gia, tôi cũng không phải là thần thánh, nhưng tôi là Nguyễn Phương Hằng, yêu nước thương dân. Có đúng không quý vị? Quý
vị, quý vị phải công nhận là tôi thật là ghê gớm, vì tôi đi gom ghế cho quý vị ngồi. Và sao bao nhiêu thương thích thì cũng có thương hiệu, đúng không quý vị?